một pha đi bóng đầy tốc độ bên cánh phải, một động tác ngoặt bóng đầy bất ngờ và loại bỏ hai cầu thủ Arsenal trước khi sọc thẳng vào vòng cấm, bấm một đường bóng nhẹ chẳng khác gì một cú chuyền qua đầu thủ thành Almunia. Đó trở thành một trong những bàn thắng đẹp nhất ngoại hạng Anh mùa 2009-2010. Một bàn thắng đầy bất ngờ nhưng cũng bộc lộ đầy kỹ thuật và chất quái của một cầu thủ Bồ Đào Nha, người xuất phát sự nghiệp ở vị trí đá cánh. Có những trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên tại Sporting Lisbon trước khi thành danh tại Manchester United. Một cầu thủ đá tốt cả hai chân, có lối chơi đầy tốc độ và toàn diện. Nếu không chứng kiến những hình ảnh này, hẳn bạn sẽ nghĩ đến một ai khác. Nhưng đây là video để nói về anh, số 17 một thời của Manchester United, Luis Nani. Nani sinh ra ở quốc đảo Cabo Verde nhưng lại lớn lên trong một căn nhà nhỏ tại khu ổ chuột, vùng Tây Bắc Lisbon. Khi Nani mới 7 tuổi, cha của anh trở về quê hương và chẳng quay lại Bồ Đào Nha nữa. Lên 12, mẹ cũng bỏ anh sang Hà Lan. Nani được bà dì Antonia ở Santa Filomena nhận nuôi và phải ngủ 6 người một phòng chen chúc cùng anh ruột và những người anh chị em họ. Sống thiếu cha mẹ từ sớm đã là một thử thách đầy khó khăn, nhưng bên cạnh đó anh cũng có niềm đam mê cho riêng mình để vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Hồi tưởng về quá khứ, Nani kể lại, cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn. Khu phố luôn xảy ra những cuộc đụng độ giữa các băng nhóm và cảnh sát. Cảnh bắn giết, bắt bớ trên phố xảy ra như cơm bữa. Vài cậu bạn thân của tôi khi đó cũng nằm trong các băng đảng. Bây giờ, một số vẫn còn đang ở tù. Bóng đá là thứ duy nhất giúp tôi thoát được mớ hỗn độn đó. Để có thể được chơi bóng hàng ngày, Nani phải đi bộ 10 cây số mỗi ngày dọc theo đường ray tàu lửa chạy ngang nhà. Câu lạc bộ đầu tiên mà Nani khoác áo ở tuổi đó chính là Real Massama, một câu lạc bộ nghèo được thành lập để đào tạo cho các cầu thủ bóng đá trẻ. Tuy nhiên, thứ nghệ thuật bóng đá đường phố mà Nani trình diễn rộng rãi cho thế giới lại đến từ một sân xi măng đá 5 người một đội ở trung tâm Santa Filomena, nơi mà chỉ mất 2 phút lội bộ để đi đến. Sự nỗ lực của Nani đã giúp anh trở thành thành viên của Học viện bóng đá trẻ Sporting Clube de Portugal, chính thức trở thành người của một trong 3 đội bóng lớn nhất Bồ Đào Nha khi 16 tuổi. Khoản tiền có được trong giai đoạn thử việc cũng được Nani gửi về gia đình, và tất nhiên vì Antonia của anh đã chẳng còn phải ở khu ổ chuột Santa Filomena ấy nữa. Từ Massama tới Sporting Lisbon và rồi là Manchester United, Nani đã nỗ lực phấn đấu không ngừng. Tài năng dần phát lộ khi quỹ đạo quyết định dốc hầu bao chi 25,5 triệu euro tàu Nani. Đội bóng thủ đô hồi bé Massama của anh cũng nhận được 5% số tiền tương đương với 1,3 triệu euro tiền phí chuyển nhượng. Ngày 6 tháng 6 năm 2007, những tin tức về Manchester United chiêu mộ thêm một cầu thủ tấn công từ Sporting Lisbon được đăng tải rộng rãi trên các mặt báo Anh quốc. Từ những sân bóng xi măng tại khu ổ chuột với tỷ lệ tội phạm tuổi vị thành niên lên tới 30%, chàng trai người Bồ Đào Nha đã có một chặng được đáng ngưỡng mộ, và giờ anh đang đặt chân lên thảm cỏ của nhà hát của những giấc mơ, khoác lên mình chiếc áo đỏ kiêu hãnh của câu lạc bộ đang thống trị bóng đá xứ sở sương mù lúc ấy. Để sớm ổn định tại Manchester, Nani đã ở cùng với Ronaldo. Chính nhờ sự giúp đỡ của đàn anh này mà Nani đã có được sự tự tin trong những ngày tháng đầu khoác áo quỷ đỏ. Chuyến phiêu lưu của Nani bắt đầu từ đó. Ngay lập tức anh gây ấn tượng cho người hâm mộ bởi lối chơi tinh quái, mạnh mẽ và đầy kỹ thuật. Ngày 26 tháng 8 năm 2007, quỷ đỏ tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà và thiếu vắng Cristiano Ronaldo vì án treo giò. Lúc ấy đội bóng cũng đang có khởi đầu tệ hại với 2 trận hòa và 1 trận thua tại Premier League. Thế trận bế tắc kéo dài tới phút 60 cuối cùng được giải quyết bằng một tình huống ngẫu hứng. Bóng đến chân tân binh mặc áo số 17 ở khoảng cách 30m. Và rồi, sau một nhịp hãm bóng và xoay người, anh bất ngờ tung một cú sút hạ gục thủ thành đối phương. Trong niềm vui sướng ăn mừng cùng đồng đội, Nani chạy nhanh về phía trước. Anh thực hiện những cú sang tô liên tiếp một cách vô cùng thuần thục. Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo câu lạc bộ chủ sân Old Trafford, tiền vệ người Bồ đã có những đóng góp nhất định giúp cho quỷ đỏ đoạt được cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League. Đầu tiên là màn trình diễn cực đỉnh của anh trong trận đấu với Liverpool vào ngày 23 tháng 3 năm 2008. Trận đấu mà anh đã có kiến tạo để Cristiano Ronaldo nâng tỷ số lên 2-0. Để rồi mình chính mình là người ấn định tỷ số trận đấu bằng một pha dứt điểm chéo góc trước sự bất lực của Reina. Gặp Chelsea trong một trận chung kết căng thẳng, phải phân định thắng thua bằng loạt sút penalty, Nani đã làm được điều mà Ronaldo không làm được. Sút thành công quả 11m và vỡ òa trong chiến thắng cùng những người đồng đội. Để rồi sau khi Cristiano Ronaldo chia tay Manchester United vào mùa hè năm 2009, chính Nani lại trở thành nhân tố được các cổ động viên sân Old Trafford kỳ vọng nhất trong nhiệm vụ thay thế ngôi sao mang áo số 7.
Nhưng ở mùa giải 2009-2010, Nani đã không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Anh chỉ còn lại những khoảnh khắc lóe sáng bất chợt như cúp đúp vào lưới Bayern Munich tại vòng tứ kết Champions League 2010 dù Manchester vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Nani cũng không thể giúp Man United bảo vệ thành công chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp khi để nó lọt vào tay Chelsea dưới thời Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, mùa giải tiếp theo lại là những tháng ngày mà tiền vệ Bồ Đào Nha thể hiện một thứ bóng đá mê hoặc hơn bao giờ hết. Phong cách chơi bóng giàu tốc độ, kỹ thuật kèm theo nét tinh quái đã trở thành một thứ đặc sản của Nani. Đôi chân toàn vẹn của số 17 tạo nên một thứ âm hưởng Latin đặc sắc dưới nền trời Old Trafford. Những cú sang tô của Nani vì thế cũng trở thành một thứ ký ức không thể nào xóa nhòa. Trong một cuộc phỏng vấn 2010, anh đã nói như sau. Là một cầu thủ, tôi nghĩ rằng mình đã gần như hoàn thiện hết mức có thể. Bây giờ tôi có thể khẳng định mình là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Bạn phải tin vào chính mình và khả năng của mình ở trên sân. Các trận đấu lớn chỉ dành cho những cầu thủ lớn. Trong tương lai, tôi muốn mọi người nói rằng Nani là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là tham vọng của tôi. Đối với bất kỳ ai lúc ấy, những điều mà Nani nói chẳng có gì là sai cả. Anh cùng Manchester United giành chức vô địch Premier League, lọt vào chung kết Champions League với 9 bàn thắng và 18 kiến tạo, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng mùa giải ấy. Cũng có một sự kiện mang tính bước ngoặt đã xảy ra. Luis Nani hứng trọn cú tắt bóng của Jamie Carragher và nằm ra sân một cách đau đớn. Hình ảnh xấu xí cũng đến từ đội trưởng Steven Gerrard khi anh quát vào mặt Nani và cho rằng đối phương đã ăn vạ. Nhiều cổ động viên Man United cho rằng đây là tình huống khiến cho sự nghiệp Nani không thể vươn đến đỉnh cao. Đồng thời cái gai trong mắt mang tên Gerrard còn trở nên khó chịu hơn với họ. Tứ kết Champions League mùa giải 2012-2013 trước Real Madrid của chính Cristiano Ronaldo, Nani trở lại sau thời gian chấn thương và cùng Mỹ đỏ lấn lướt hoàn toàn đối thủ. Nhưng bi kịch lại một lần nữa ập xuống. Chiếc thẻ đỏ giáng thẳng xuống đầu Nani khiến Quỷ đỏ một lần nữa bị loại sau khi phải chơi thiếu người. Và trận đấu ấy cũng là lần cuối cùng sân Old Trafford được chứng kiến một Nani ở đỉnh cao phong độ. Cổ động viên Manchester United ở Việt Nam khi đó chắc không thể quên được câu người yêu bỏ không đau bằng thẻ đỏ của Nani. Nghe vừa vui tai mà cũng nghiệt ngã quá đỗi. Alex Ferguson tuyên bố giải từ sự nghiệp cầm quân vào cuối mùa giải năm ấy. Nani và cả Manchester United lúc ấy cũng tụt dốc không phanh. Những chấn thương liên tiếp kèm với việc chẳng thể tìm lại cảm giác bóng khiến anh chỉ còn là phương án dự bị. Nhưng có lẽ cũng nên nói rằng định mệnh đã sắp đặt Nani đúng chỗ nhưng không đúng lúc khi anh đến sau Ronaldo. Chính lối chơi tương đồng gần như hoàn toàn với Ronaldo đã khiến Nani đôi khi trở thành cái bóng của người đàn anh. Áp lực quá lớn từ người hâm mộ và những hoài niệm mang tên Ronaldo đã báo hại chàng trai sinh năm 1986. Ngay cả khi tiền đạo Bồ Đào Nha chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, người ta vẫn nhớ đến những pha biểu diễn kỹ thuật, xuất xa, xuất phạt mang thương hiệu Ronaldo. Còn Nani đôi khi bị gọi là sản phẩm của sự sao chép. Ở đội tuyển quốc gia, Nani dù trở thành cầu thủ khoác áo nhiều thứ tư trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha cũng không ít lần trở thành kẻ phụ giúp người đàn anh kép 9 ghi bàn tại các kỳ Euro. Năm 2014, Nani trở về Sporting Lisbon theo một bản hợp đồng cho mượn. Anh lột xác và mang lại hơi thở cho đội bóng cũ với một chức vô địch quốc gia và một chiếc vé dự play-off Champions League. Năm 2015, Nani chính thức chuyển đến thi đấu cho Fenerbahce với mức phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng. Ở đây, Luis lại có thêm một sân chơi nữa giúp chứng tỏ khả năng của mình. 13 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn là con số chứng minh anh chưa hề hết thời như nhiều người tưởng. Vòng chung kết Euro 2016 trên đất Pháp chứng kiến phong độ thăng hoa của tiền vệ người Bồ với tổng cộng 3 bàn thắng. Anh không còn sắm vai kép phụ nữa mà trở thành nhân vật chính góp công rất lớn giúp thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos đăng quang chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Người hâm mộ Man United có thể trách Nani, nhưng bỗng dưng sau bao nhiêu năm, họ nhận ra đã lâu rồi họ không còn nhìn thấy đôi chân nào có thể hiện diện bên hành lang hai cánh. Dốc bóng tốc độ rồi đột ngột dừng lại, đảo bóng vào phía trong, đi qua hai hậu vệ, nhẹ nhàng bấm bóng qua đầu thủ môn. Họ cũng chẳng còn nhắc gì tới bản sao Ronaldo nữa. Họ gọi chính xác tên anh là Luis Nani. Trong nỗi nhớ nhức nhối và đầy những khung vui,